Xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại kênh của Huy. Hôm nay Huy sẽ review một căn nhà, một cái dãy nhà luôn, trong cái khu cách chợ Bình Chánh khoảng 3 km, trục đường quốc lộ 1A. Và căn nhà này diện tích là ngang 4,5m, dài 10m. Sau đây các anh chị cùng theo dõi căn nhà này nhé. Và đây là căn nhà của chúng ta các chị. Căn nhà này thiết kế theo kiểu mẫu của Vingroup nhé chị. Và về vị trí của căn này thì nó cách chợ Bình Chánh khoảng 3 km theo trục đường quốc lộ 1A nha. Một căn góc và một căn bình thường đó. Hai căn giá tất nhiên là sẽ khác nhau. Căn góc nó sẽ mắc hơn 100 triệu, còn căn bình thường nó sẽ rẻ hơn 100 triệu. Đây mình sẽ quay cho anh chị xem. Hai căn thì nói chung là kết cấu bên trong nó giống nhau hết các chị. Nhà gồm mà một trệt một lầu, hai phòng ngủ. Hướng của căn nhà là hướng nam, và đằng sau kia thì có một căn là hướng đông bắc và một căn là hướng tây. Đó, một căn là hướng nam, một căn hướng đông bắc và một căn là hướng tây, cho nên là anh chị nào mà hợp hướng nào nói chung đều có hết các chị nha. Đây dân cư xung quanh đây, trước mình là những cái ruộng này nhưng mà tất cả là thổ cư hết rồi, tương lai người ta cũng sẽ xây nhà. Còn đây là cái đường mình đi ra ngoài này, đó là trục đường chính. Xe máy đang chạy ngoài kia là đâm ra quốc lộ, khoảng tầm một cây số là ra quốc lộ. Và khu vực này rất gần những cái nhà máy xí nghiệp, nên là về công ăn việc làm đều có hết những cái gì. Dân cư xung quanh ở rất là đông đúc rồi. Và từ đây mình chạy về chợ Bình Chánh chỉ khoảng 1 km thôi các chị nha. Đây mẫu nhà của chúng ta đây, kiểu rất Vingroup, gồm mà một trệt một lầu. Tất nhiên là phía trên là lợp tôn nha, chứ không phải là đổ đâu các chị nha. Đấy là mình quay thật cho anh chị xem, ở trên là đổ tôn, không phải đổ máy bằng đâu, không phải đổ bê tông đâu. Giờ quay bây giờ chúng ta sẽ cùng vào nhà để khám phá căn nhà này anh chị nha. Đây các chị thấy là đồng hồ, mỗi căn là riêng biệt. Đó. Đường trước nhà của chúng ta là rộng khoảng 4m. 4m nha các chị. Và con đường này là đường cụt, không phải là đường thông. Đằng sau này là có nhà này các chị. Đó, kế bên là có nhà hàng xóm nha. Nhà của chúng ta căn này là ngang 4,5m, dài khoảng 10m. Đó, căn này là hướng nam các chị. Đó, review thật chứ các chị, không có đàn áo đâu. Đằng trước là mình chỉ có một lớp cửa kính và khung là khung sắt. Còn đây là cái sàn nhà của chúng ta. Sàn thì được lát gạch là 60-60. Và sàn này là ngang 4,5m. Và sâu vô là khoảng tầm 10m nha các chị. Đây, phòng khách cũng như nhà bếp kết nối với nhau luôn. Đó, căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh dưới 1 tỷ cho chúng ta. Đây là khu vực bếp của chúng ta. Bếp thì mình có tủ bếp trên và tủ bếp dưới, cũng rất là sạch sẽ và thoáng mát. Chỗ này thì mình để ngay, chỗ này là để cái máy giặt này, có sẵn ống chờ và điện nước luôn. Còn đây là nhà vệ sinh ở tầng trệt. Đó, dùng cho tầng trệt cắt tới cho nhà. Còn đây là view, view nhìn từ trong nhìn ra. Đó, các chị thấy nhà ok không? Căn này là dưới 1 tỷ luôn các chị nha. Cầu thang đây, cầu thang này rộng khoảng tầm lọt lòng là 1m các chị nha. Những cái bậc thang này là những loại đá hoa cương. Tay vịn vẫn là gỗ cắm xe. Nhà rất là thông thoáng các chị. Đây, nhà gồm 2 phòng ngủ nha các chị, 2 nhà vệ sinh. Đây là nhà vệ sinh bên trên, nó đặt ở giữa 2 phòng ngủ các chị này. Đó. Còn đây là cái phòng ngủ, phòng ngủ đầu tiên của căn nhà. Rồi, đây view đây. Bên hông có cửa sổ này các chị nhé, nên là phòng rất là thoáng. Bên hông chúng ta có cửa sổ, cửa làm bằng nhôm, nhôm sinh pha. Chỗ ngay cầu thang này thì bên hông cũng có cửa sổ luôn. Đây cầu thang đây. Đó. Điện thì mỗi tầng có CV điện riêng này các chị nhé, tiện chúng ta ngắt khi cần. Còn đây là phòng ngủ đằng trước đây, rộng hơn phòng ngủ đằng sau. Chiều ngang của cái phòng này là khoảng tầm 3m. Và 3m nhân với lại khoảng 4,5m là khoảng tầm trên 12m. Đây, ở trên này có cái lối đi lên mái này các chị nhé. Ở trên là mái tôn. Còn phía bên này là có cửa sổ này, thông thoáng. Bốn bên đều có cửa sổ. Đó, rất là thông thoáng. Còn đây mình ra sẽ ban công này. Ban công này khoảng 1m thôi, nhưng rất là thoáng. Nhà cửa dân thì san sát nhau. Đó, các anh chị thấy ở phía kia là quốc lộ 1A, ngay nhà máy CG của Samsung đó. Là từ chỗ đó mình về cho Bình Chánh khoảng 3 km nha. Đây, dân tình đang đi làm về đây. Xung quanh đây các chị nha, khu vực xung quanh. Đấy, kế bên của mình là nhà nha, không phải mộ đâu nha. Đấy, quay thực tế anh chị, không có mộ mã gì đâu nha. Đây là nhà của người ta đang ở. Nhà ở sạch sẽ nha, không bị dính mộ mã. Còn cái đường này đường đi vô, đường này thì xe hơi 4 chỗ vô được. Vô cũng hơi khó khăn chút nhưng mà vô được. Đó. Và giá của căn này là 800 triệu 800, chính chủ đầu tư luôn. Anh chị nào quan tâm là liên hệ với mình nha, giá đầy đủ là 800 triệu. Cách chợ Bình Chánh chỉ còn tầm 3 km theo trục đường quốc lộ 1A nha các chị nha. Đó, anh chị nào mà thấy kênh của mình review thật, giá thật, nói về pháp lý thì thật. Lại nói về vấn đề pháp lý nha các chị, căn này là không có sổ riêng nha các chị, căn này là sổ chung. Đấy, những anh chị nào mà gọi điện tới kênh của mình thì mình luôn luôn tư vấn là với số tiền dưới 1 tỷ, chúng ta hiện tại khó mà kiếm được căn nhà sổ riêng mà ngon lành như vậy nha. Căn này là sổ chung thôi. Về pháp lý thì sổ chung, nhưng mà được cái là đất thổ cư nha các chị, đất thổ cư 100%. Hiện tại nhà nước mình không có cho tách ra, bởi vì diện tích là chưa đủ tách, nên là mình không có tách được, chứ không phải là mình không muốn tách nha các chị. Đó là cái dãy này. Căn này là 800 triệu, căn kế bên này là căn góc này là 900 triệu. Đấy, giá gốc luôn các chị nha, kiểu Vingroup đấy, kiểu copy của Vingroup thôi. Đó. Còn ở trong này có những cái dãy nhà này, trong này khoảng tầm 600 mấy 700, những cái căn nhà ở trong này. Thì hướng của bên này là hướng đông bắc, còn hướng này là hướng tây. Đó, anh chị nào hợp hướng nào thì mình chơi hướng đó thôi. Mình sẽ quay cho anh chị một căn nữa nha, một căn ở trong này nữa nha. Anh chị nào mà thấy kênh của mình tư vấn thật, nhiệt tình, đúng uy tín thì cho mình một đăng ký, một like, để mình không bỏ lỡ những cái căn nhà
và pháp lý rõ ràng nha, để không mất thời gian của các anh chị. Đây là công Win của mình, luôn luôn đi theo mình để quay những căn nhà cho anh chị. Thì anh chị nào mà thích thì cho mình một like, một đăng ký kênh. Đây, cái dãy nhà này thì kiểu khác này anh chị, nhưng mà giá thì cũng vậy. Trong này giá khoảng tầm 700 triệu nha. Đó, 700 triệu một căn. Pháp lý thì là sổ chung cái gì nha, sổ chung không phải sổ riêng. Với những căn sổ riêng hiện tại thì giá nó tầm khoảng 1 tỷ tư mới mua được anh chị nha. Mình đã quay những căn nhà một giá sổ riêng 1 tỷ tư rồi. Còn anh chị nào mà có nhiều tiền hơn thì mình có thể mua mấy căn mà tầm 2 tỷ mấy 3 tỷ là sổ riêng rồi, ngon lành luôn. Đó. Khu vực này thì xe hơi mình có thể đậu được ở đây này. Đây. Ok chưa? Đậu được chưa? Đậu xe hơi ở đây. Đó. Với giá tầm 700 triệu thôi, mình sở hữu luôn. Lâu dài luôn và pháp lý là sổ chung nha, không có sổ riêng đâu chị nha. Không hỗ trợ vay ngân hàng. Bao cho anh chị không tranh chấp nha. Anh chị nha. Đây, nước máy có tận nơi đây. Nước máy tận nơi. Và điện nước đây, điện nước có sẵn hết rồi. Mình sẽ vô trong để quay bên trong nha anh chị, chắc là nó sẽ không giống như căn kia thôi, nên là anh chị hãy đăng ký kênh giúp mình nha. Đây nha, tiếp tục Huy sẽ review cho các anh chị một cái căn nhà trong cái dãy này, giá chỉ 700 triệu thôi, kiểu vừa rút Vingroup này. Ngang 4m, dài 10m, xe hơi đậu trước cổng, đậu thôi chứ đậu đậu lâu thì hàng xóm người ta sẽ la đấy. Đây, chỗ này mình có thể vô xe hơi và quay đầu vô tư luôn đó. Chỗ này này, dân cư xung quanh là đông đông như kiến luôn anh chị đó. Và chỗ này rất gần khu công nghiệp nha. Thẳng chợ Bình Chánh, chạy thẳng xuống quốc lộ ra, không quẹo vô đến nước Thiện là mình sẽ tới khu vực này. Khu này thì cũng sổ chung thôi, không có sổ riêng đâu nha. Còn nếu mà kênh nào hoặc là báo nào mà đăng sổ riêng thì thưa các anh chị là lừa đấy, không phải đâu. Này là sổ chung hết. Đó. Và giá dưới 1 tỷ, toàn bộ là sổ chung. Không có sổ riêng đâu các chị nha. Bởi vì những cái lô đất hiện tại ở đây nếu mà sổ riêng thì nó cũng 1 tỷ rồi, làm sao có nhà mấy trăm triệu mà sổ riêng được. Đấy, các anh chị phải suy nghĩ cái logic này. Nhà này xây cũng phải mấy trăm triệu thôi. Và cái đất cũng 1 tỷ rồi. Đó, thì làm sao mà có sổ riêng mà giá tầm 1 tỷ được. Rồi bây giờ mình sẽ vô nhà mình quay cho anh chị xem nhá. Rồi, điện nước riêng nha các anh chị, mỗi nhà một đồng hồ điện, đồng hồ nước. Đường trước nhà đây, xe hơi vào được. Rồi đây, let's go. Rồi đây, căn này là setup là một căn nhà mẫu full nội thất. Giá của căn này khoảng vào tầm 700 triệu thôi, anh chị nào quan tâm thì liên hệ với mình. Về pháp lý thì căn này là sổ chung nhá. Sổ chung nhưng mà đất full thổ cư nha các anh chị, còn kênh nào nói sổ riêng. Mà căn nào mà đăng mà dưới 1 tỷ mà sổ riêng thì các anh chị coi chừng nha, lừa đấy, không phải sổ riêng đâu. Toàn bộ là sổ chung hết nha các anh chị. Đây. Đây view các kiểu đây. Quay kỹ thêm cái này mà anh chị không cho mình đăng ký một like, tư vấn lại thiệt tình đấy thì các anh chị không biết là như thế nào. Đó. Mình tư vấn thật tình, còn anh chị nào mua hay không mua tùy các anh chị. Nhưng mà tư vấn thật tình để cho các anh chị biết được cái tình trạng giá cả hiện tại như thế nào. Và đây là nhà vệ sinh ở dưới lầu, dưới trệt này. Ngay dưới cầu thang. Còn đây là khu vực nhà bếp. Bếp của chúng ta thì có tủ bếp trên và tủ bếp dưới nha. Ngay chỗ này là để chỗ máy giặt nha anh chị. Đấy, mình chỉ chi tiết cho anh chị xem. Tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Đây là nhìn từ trong nhìn ra ngoài. Ở phòng khách và nhà bếp có cái lan can chắn giữa. Đây, quay từ trong ra ngoài cho anh chị xem. Đó, anh chị thấy ok không? Căn này thì giá là tầm 700 triệu nha anh chị. Đấy, giá thực tế luôn. Và thực tế của căn này là pháp lý là sổ chung, không phải sổ riêng. Đó, còn kênh nào mà đăng sổ riêng thì là lừa đấy anh chị ạ, không phải sổ riêng đâu, làm gì có sổ riêng, giá này. Không có sổ riêng nha các chị nha. Kênh nào mà đăng sổ riêng những căn nhà như vậy là lùa gà đấy, lùa các anh chị đi xem thôi chứ không có sổ riêng đâu. Sổ riêng bây giờ giá trên 1 tỷ mấy các chị nha. 1 tỷ tư, may đã có sổ riêng. Đó, bên mình có căn sổ riêng 1 tỷ tư. Đây là bên trên này các chị. Đó. Nhà vệ sinh được đặt ở giữa hai bên phòng ngủ. Lát gạch từ dưới lên trên. Còn đây là phòng ngủ đầu tiên này. Tủ bếp, tủ giường các kiểu ở đây. Nhà này thì nói chung là sạch sẽ, không có mụn mã nha. Đây cầu thang ở đây, rất là gọn nhẹ, sạch sẽ. Đó. Căn này giá khoảng 700 triệu nha. Và số mình nhắc đi nhắc lại là pháp lý của căn này là sổ chung. Đấy, sổ chung nha các anh chị. Và đất là đất thổ cư nha các anh chị nha. Đó, sau này mà nhà nước mình cho phép mà tách thửa riêng thì ok, nhưng mà hiện tại nhà nước mình không cho tách thửa các anh chị. Đó. Không cho tách thửa, dừng tách thửa, nên là mình chỉ biết vậy thôi. Đây, quay các kiểu cho anh chị xem. Giá của căn này là 700 triệu các anh chị. 700 triệu và vị trí thì nó cách chợ Bình Chánh thì khoảng tầm 3 km các anh chị, từ chợ Bình Chánh mình chạy thẳng xuống quốc lộ ra nha, về hướng Tân An. Thì mình tới căn nhà này bên tay phải luôn nha, và rất gần nhiều các cái công ty xí nghiệp. Còn đây là khu vực ban công của chúng ta nhé. Đây, tổng cộng khu vực này bên mình có tầm hơn 10 căn. Đây, nhà cửa xung quanh đây không có bồ mã luôn các chị nha. Đấy, rất sạch sẽ, không bồ mã. Đẹp. Đây. Đấy, các chị thấy ok thì ủng hộ kênh của mình bằng cách đăng ký nha, để nói chung là nhận được những lời tư vấn thật tình nhất của một người buôn bán mà có tâm, thì người ta mới tư vấn như vậy, chứ không thì người ta lùa gà. Các chị cứ nói sổ riêng còn mấy trăm triệu thôi, anh chị đi xem là mất thời gian mất công của anh chị phải không? Đó, có sao nói vậy nha. Anh chị đăng ký kênh cho mình để nhận được những thông tin mà thật nhất, đó, có tâm nhất cho anh chị nha. Đó. Rồi các anh chị vừa theo dõi cái kênh của mình, tư vấn rất thật tình, rất thật tâm và có sao nói vậy. Hy vọng những cái thông tin như vậy sẽ giúp rất nhiều cho các anh chị trước khi mà mình lựa chọn mình đi coi nhà nha. Và những cái thông tin như vậy thì giúp cho chúng ta định hình lại cái thị trường giá cả như thế nào, không bị ảo giá, không bị ngáo giá nữa các anh chị nha.
và hãy đăng ký kênh giúp mình để lần sau mình nhận được những video thật tâm thật tình nha các chị nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các chị đã theo dõi.